sử xanh ghi chép lưu danh muôn đời. Vâng mệnh rời giáng hạ trần gian quan hoàng, quan hoàng vâng lệnh thiên nhan đi đi. Quan hoàng vâng mệnh thiên ni nhan bách tiên chư tướng tiên hoàng xuất cung năm cảnh hưng hậu lê lưu tích nghi. Hậu lê lưu tích giặc bắc phương đạo nghịch bất dung quan hoàng đội lệnh tiên phong. Dâng cầu thiên bảo chúc lời, chúc lời Huệ Phong chuộc chén ô long, Quỳnh
xuống chén trà ô long. Tay cô nâng bình ngọc, bản tiên dâng chén vàng ní. Hiến thượng kim bàn trà ô long, hiến thượng kim bàn mẫu đơn long tỉnh. Lúc thừa nhàn hoàng hiến vui thì có hồng trà ba chén khuyên mời, hình hương mỹ vị đượm mùi kia chân á chân á chân đượm mùi kia chân. Chu Hoạch quân cơ tạm đắc nhang, nung gan thành sắt luyện tiến. Vì vua sao trúc trời mây khói, kỳ cục thấu canh đất nổi hoan. Tuệ nhật sáng soi lòng dung kiệt, cương thường nặng gánh dạ sắc phong nguyệt nước non, đê mê quốc tuy quốc xưa nay, phù dung ơi hồn hiền đâu đây, nhường như ngọn cỏ canh cây lá đà, hay còn
ngắm nguyệt thường hoa. Màu màu các cô lại đây tìm thuốc pha trà. Giữa quan hoàng bày đình non xanh khen ai khâu đúc ai bầu nên đâu một ngày đã là đệ tử ý cũng là duyên ông ấy nhiều nợ nhiều sáng duyên làm nên duyên nợ nhiều từ duyên là nên duyên duyên nợ nhiều khỏi đưa dìu dặt ý màng mơ màng yên hà hữu thu lòng hoang chưa lòng hoang say mà say mê sáng ô lưu phàn mê còn say mê lòng lòng đình non xanh khen ai khéo đúc ý bầu nên bầu phàm trần xưa nay hổ dễ có ai hầu lên được mà tìm lên sáng ô liêu phàm lên được tìm lên có dễ hầu ngó khoai đào đồng đào dắt muôn con hương đệ tử lối vào sơn bào hà sơn sáng ô liêu phàm sơn bào hà sơn bắc ghế sơn bào hà sơn bắc ghế hồng trang sử cũ còn ngợi đức độ thủ phong lưu nhất mực ai qua dâng ông thuốc cống bào hoa dâng ông thuốc nghi cống bào hoa chè sen rượu cúc đem ra dâng mời
hương chén ngự mau đài hồng lựu nữ nhi hồng thượng tiên tam bồi ban đèn thuốc phiện dâng mời tôn ông giá ngự sang trời có ơi phàm một dạ vì dân sống phá trăm trận tấm thân quan gì lúc bình thư lúc thi thường hoạn lúc khuyên dân phải giữ lòng chung bảo hà cấm lĩnh điệp trùng giúp dân lập ấp hoàng giữ vùng biên cương hôm nay thanh nhàn quan hoàng bày ngài giờ sách ra xem có chữ đề đức năng tướng tuy tuy quan hoàng bày có say một tí với đời hoàng khuyên ai giữ trọn đạo làm người đến cửa Phật lấy chữ Di Đà là hơn cả ông y tấu qua quan Nam Tào cùng quan Bắc đầu sơ chân gian lão âu chép biên ghế ông hôm nay là người hiếu thuận thảo hiền tu nhân tích đức hoàng bề chép biên cho rõ cầm cân này mực cứ đem chữ tội chữ phúc đế mà cân đừng có ai khoe mình tròn vẹn được muôn phần cây đức kia mà đã kém thì hoàng cầm cân sao cho bằng đấng anh linh soi đời vời vợi ai mất chữ tâm rồi tội phải mang lưới trời bùa khắp bốn phương chữ tâm kia mà đã mất thì khôn lường khó thoát là thân hoàng cũng khuyên ai đừng có khinh những kẻ bần hàn cây đức kia mà tu tốt ông cho vẻ vang sau này nghe ông bày ra ông cho thuốc tiên tẩy hết bụi chân thanh cao rồi lại mà được mười phần ghế ông thanh cao lệnh sai
thập nhị các cô tiên nàng. Cô nào việc ấy mau mau sửa sang ra đứng hầu. Tiên cô nàng cả thì pha nước trà đâu. Sơn ni lâm vừa ý ông bay gật đầu vô gối ban khen. Dâng bộ khay đèn còn nàng đôi, dâng bộ khay đèn xe ngà tàu sứ móc tiêm chuỗi nạm vàng. Dâng hộp thuốc ngang còn nàng ba, dâng hộp thuốc ngang thế là vừa ý ông bầy hoàng trốn sơn lâm. Đốt đỉnh nhang trầm tiên cô nàng tư, đốt đỉnh nhang trầm ngọn đèn cô khêu cho tỏ tay cô cầm móc tiền. Tiên cô nàng năm thì dâng kẹo bánh nguyên, kẹo xìu cùng với thuốc lá thật là cảnh tiên ai dám mà. Mì tiên cô nàng sau tính nết nhu mì, đầu xuân dâng hoàng con tuấn mã để hoàng bảy đi chấm đồng. Tiên cô nàng bảy dâng cúc đàn đông, miệng cá tay múa đàn ngũ cùng nghe nón nà. Dâng chiếc lược ngà tiên cô nàng tám, dâng chiếc lược ngà đôi tay cô chải chút chứ thật là mà khéo thay. Yểu điệu ai tày tiên cô nàng chín, yểu điệu có ai tày, ngày ngày cô dâng một đôi giày để hầu ông. Tiên cô nàng mười cô mua lượn bài bông, cánh nghe ba giờ tí cầm đèn lồng bước ngà ra. Quạt nước pha trà có hai cô, quạt nước pha trà âm tiên bình ngọc đôi tay ngà cô dâng ra. Đủ mười hai cô các cô hầu hạ ông hoàng, song loan trướng huệ bàn loan tiệc trang. Thổ mãn hội đồng lệnh sai, thổ mãn hội đồng phụ nghinh đón rước ông bảy hoàng về bảo hà tố đôi việc quan. Sa loan thánh